Sáng mà. Ngon quá. Tối nay dùng nồi chiên không dầu để nướng con gà nha. Đây là con gà nướng được 30 phút. Và nướng trong 200 độ 30 phút. Rồi bây giờ nướng tiếp lần thứ hai. Cũng 200 độ trong vòng 20 phút. Rồi đây là cái thành quả cuối cùng. Rất là ngon. Cái vàng ôm nha các bạn. Đó, con gà nó rất là vàng. Dùng cái nồi chiên không dầu rất là tiện. Cái sụn nó bây giờ cái này có quét quét một miếng dầu ấy mới là ngon, hãy nướng này nó hơi khô.